Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày 3 tháng 2, kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 3 tháng 2 năm 1930, hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản họp ở bán đảo Cửu Long thuộc Hồng Kông, Trung Quốc dưới sự chủ trì của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã quyết định thống nhất các tổ chức cộng sản ở nước ta thành một đảng duy nhất lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là một bước ngoặt lịch sử trọng đại trong lịch sử đấu tranh cách mạng của dân tộc Việt Nam. Sự ra đời của Đảng đã giải quyết triệt để những băn khoăn bế tắc của nhân dân Việt Nam trong việc tìm ra một con đường giải phóng dân tộc lúc bấy giờ. Trong suốt 91 năm qua, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta trải qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ giành độc lập dân tộc, xây dựng một nước Việt Nam phát triển và ngày càng có vị thế cao trên trường quốc tế. Thực tiễn đã khẳng định, 91 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, vị thế, tiềm lực và uy tín quốc tế như hiện nay. Câu nói này đã kết tinh được thành quả những trái ngọt sau 12 kỳ đại hội Đảng và mới đây nhất, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 thành công rất tốt đẹp, tiếp tục là sự khởi đầu thuận lợi đưa đất nước ta bước vào giai đoạn phát triển mới khởi sắc hơn. Sự thành công của Đại hội 13 của Đảng đã khơi dậy khát vọng mới, khí thế mới, quyết tâm mới, chung sức đồng lòng thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13, trong đó có đích đến kỷ niệm 100 năm kỷ niệm ngày thành lập Đảng, vào năm 2030, nước ta sẽ là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, đến năm 2045 kỷ niệm 100 năm thành lập nước, trở thành nước phát triển, thu nhập cao.